cập nhật tiến độ của dự án Lumi Hà Nội và thông tin hé lộ về giai đoạn 3 Lumi Elite của dự án Lumi Hà Nội anh chị nhá. Thưa anh chị, phía đằng sau Hòa đây đó chính là công trường của dự án Lumi Hà Nội của chúng ta. Và bên phía nhiều cây kia anh chị có nhìn thấy không ạ? Bên phía nhiều cây kia đó chính là cái phần công viên của thành phố trước khi mà chúng ta đi vào trong phần dự án của chúng ta. Thì có rất là nhiều anh chị cũng có hỏi rằng là không biết là cái phần công viên vẽ ở trên mặt bằng thì ở đâu, thực tế nó như thế nào. Thì đây chính là phần công viên đó anh chị. Thì sau này thì ở phía ngoài thì anh chị có thể thấy rằng là ở ngoài này đối với dự án của Lumi Hà Nội thì vẫn là chủ đầu tư Vinhome sẽ quản lý toàn bộ hệ thống đường xá bên ngoài anh chị nhá. Và đường xá bên ngoài, hệ thống tiện ích giao thông và hệ thống xe buýt nội khu thì chủ đầu tư Vinhome vẫn sẽ triển khai và họ sẽ quản lý. Thì anh chị có thể hình dung là sau này khi mà anh chị nhận nhà ở đây thì phần bên ngoài của dự án được quản lý vẫn là Vinhome. Họ sẽ quản lý toàn bộ về cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống an ninh, điện đường chiếu sáng. Và bên kia có phần công viên, nếu như giao lốt cho Vin để quản lý thì điều này rất là tốt cho cái dự án Lumi Hà Nội của chúng ta ở phía đây. Và anh chị thấy là bên này của chúng ta, đây chính là cái phần bãi đỗ xe trên cao anh chị nhá. Sát với dự án của chúng ta là cái phần giai đoạn 2 kia sẽ là có một bãi đỗ xe trên cao. Và như vậy thì anh chị thấy rằng là nhìn về cái khu vực này thì anh chị sẽ thấy rằng là phía trước của chúng ta được bao bọc bởi công viên cây xanh. Và bên tay trái này đây thì lại được có một cái bãi đỗ xe. Như vậy thì nó sẽ rất là tốt cho nhiều cái yếu tố để mà nó tốt cho cái dự án của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái thông tin cập nhật về dự án. Thì bây giờ anh chị có thể thấy rằng bên này là những cái cần cẩu do chủ thầu và là nhà thầu Ecopa đang triển khai. Và anh chị có thể thấy rằng là phần giai đoạn 1 của chúng ta với 5 tòa từ Signature 1 cho đến Signature 6 thì hiện tại đã làm cơ bản xong phần móng nổi lên trên mặt đất rồi, đúng không anh chị? Nổi lên trên mặt đất rồi. Và hiện tại thì chủ đầu tư sắp tới, chủ đầu tư sẽ làm phần hầm cho nó. Như vậy với cái kế hoạch của chủ đầu tư là dự kiến chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán vào tháng 10. Và hiện tại là đang giữa tháng 7 thì là hoàn toàn là kịp tiến độ để có thể ký hợp đồng mua bán với tất cả các quý nhà đầu tư cũng như là anh chị mua nhà để ở tại dự án này. Và nhìn vào sang giai đoạn 2 thì sao ạ? Cái phần ở giai đoạn 2 của chúng ta cũng đã ban đầu làm móng rồi, có thể là nó chậm hơn so với bên giai đoạn 1 một chút xíu thôi. Ở giai đoạn 3 thì như anh chị thấy, giai đoạn 3 với 2 tòa hình chữ Z đúng không nào? Thì giai đoạn này có tên là Lumi Elite. Như vậy chúng ta sẽ có 3 giai đoạn gồm có Lumi Signature, Lumi Prestige, Lumi Elite là giai đoạn cuối cùng của dự án. Và ở giai đoạn 2 vừa rồi thì có rất là nhiều anh chị vẫn chưa lựa chọn được căn hộ ưng ý, hoặc anh chị tới quá muộn khi mà dự án đã bán xong hết rồi đúng không nào? Thì Hòa cũng có tiếp xúc gặp gỡ một số anh chị vẫn chưa lựa chọn được căn hộ như vậy. Thì ở giai đoạn 3 này anh chị hãy có thể là khi mà có những cái thông tin thì anh chị hãy nhanh chân để mà có thể tìm hiểu cũng như là lựa chọn cho mình những căn hộ phù hợp ưng ý nhất. Bởi vì hai cái giai đoạn 1 và 2 vừa qua thì tốc độ triển khai cũng như bán hàng nó triển khai rất là nhanh và nhiều anh chị là chưa sở hữu được căn hộ ưng ý đó. Thế thì sang giai đoạn 3 này thì chủ đầu tư cũng có một cái ý định là sẽ nâng cấp lên cái căn hộ đó theo tiêu chuẩn hạng sang, với cái tiêu chuẩn bàn giao giống như là cái dự án Heritage West Lake. Và Hòa sẽ để một số hình ảnh anh chị sẽ xem để có thể thấy được cái tiêu chuẩn bàn giao của giai đoạn 3 Lumi Elite này thì sẽ được bàn giao như thế nào, với các cái thiết bị như là bàn giao ở bên Heritage West Lake thì anh chị có thể thấy rằng là thiết bị vệ sinh sẽ là cooler hoặc là grow head, bồn rửa cũng như vậy, các cái thiết bị lò nướng các thứ thì Bose, các cái thiết bị liên quan đến phòng như là kính thì sẽ sử dụng kính Lowy. Và các cái tiêu chuẩn nhà nó sẽ cao cấp hơn, nó sẽ sang trọng hơn để mà đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng khắt khe và kỹ lưỡng của anh chị khi mà anh chị lựa chọn những căn hộ chung cư đúng không nào. Và ở giai đoạn 3 theo những thông tin gọi là thông tin chưa chính thức anh chị, thì những anh chị mà lựa chọn mua tại giai đoạn 3 chủ đầu tư sẽ ưu tiên một cái ưu tiên rất là đặc biệt là sẽ ưu tiên cái lốt, cái vị trí đậu xe dưới hầm. Thì cái thông tin này chưa chính thức, nhưng nếu như mà chủ đầu tư mà làm như vậy thì anh chị mua ở giai đoạn 3 này sẽ có rất là nhiều cái ưu thế hơn. Mặc dù cái tòa nhà để xe của chúng ta như trình bày từ đầu clip đúng không anh chị, là nó rất là gần với dự án rồi, đi lại thuận tiện rất là dễ dàng đó. Nhưng mà nếu mà có chỗ đậu xe dưới hầm chắc chắn thì là một cái yếu tố mà anh chị rất là quan tâm đúng không nào. Và nhìn vào cái tiến độ triển khai của dự án Lumi Hà Nội với cái việc là chủ đầu tư đưa ra về cái kế hoạch ký hợp đồng mua bán của các phân khu thì cũng đã rõ ràng. Và sắp tới đây thì chủ đầu tư
Hòa cho rằng là chủ đầu tư cũng nhiều khả năng sẽ mở bán sớm hai cái tòa của phân khu giai đoạn 3 này, và sẽ giúp cho thị trường phía tây của thành phố Hà Nội này thêm một cái nguồn cung căn hộ mới và một cái sản phẩm chất lượng cao ở tại khu vực này. Và nếu như anh chị đang quan tâm tìm hiểu đến Lumi Hà Nội và anh chị muốn có được một cái phân khu tiêu chuẩn sống bậc nhất ở khu vực phía tây này, thì Vinhome Smart City nói chung là một cái dự án, cũng như là Lumi Hà Nội với Lumi Elite, thì sẽ và tin rằng nó sẽ là một khu cao cấp xứng đáng để anh chị tìm hiểu, quan tâm và đầu tư vào đây. Và nếu như anh chị có nhu cầu đó thì đừng ngần ngại liên hệ với Nhà Tốt qua số hotline bên dưới màn hình, cũng như là đường link mô tả bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.